Hello, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ coi một clip của anh chàng Z97 sau khi đã tách ra khỏi nhóm ZNKICN. Một hành trình rực rỡ là một thằng con trai trong Giraffe Version, A Brilliant Journey, rất lần đó, sống via on, rất là vũ đồng S4 Crew. Via Network thì anh chàng này sau khi tăng ra những đám việc bị lợi dụng thì ở Việt Nam với mô hình lợi dụng này nó rất là nhiều. Chiếm dụng vốn của bản thân hay chiếm dụng cái tài năng của bản thân thì ZNKICN thì một người thì lập công ty và lo doanh thu marketing sale này nọ, nhưng mà một người lo hết chất xám như con tầm nhã tơi, chất xám vũ đạo và các thứ là và bị tiết công hết tên tuổi, từ tên tuổi cho tới tiền bạc thanh danh bị cướp công hết, bị đè lên trên hết. Bây giờ dân mạng đã biết rồi thì nó sẽ linh vực cái người bị thế hơn. Cái hình thức lừa đảo này ở Việt Nam nó rất là nhiều, tại vì khởi nghiệp Việt Nam thường là vậy, đâu có thằng nào mà có đủ vốn hay đủ tất cả thì sẽ có một nhóm gọi là chung khởi nghiệp chung, xong sau một kẻ sẽ nắm hết tất cả những người kia. Mô hình Việt Nam là vậy, nó không có pháp luật để bảo vệ những cái chia chác cổ tức rõ ràng chính đáng. Vào địa chỉ Kawasaki Ninja Vion này nằm trên đường Pasteur, nó thiết kế theo kiểu Pháp, mình giống như là nói tiếng Pháp và bảo vệ cũng hơi ngầu ngầu đen. Và lúc đầu mình biết vào nhà đó nó làm gì, sau mới biết Vion là nó tập trung truyền thông và nhấn mạnh tập trung vào YouTube. Bây giờ cái gì nó cũng tập trung vào YouTube hết, chỉ cần quay nó phát lên YouTube thôi. Tôi mang áo mặc ra các mẹ tôi có hiếu với mẹ gì vậy, vậy hô mưa ngồi gió nghe giọng rap giống đem vô đem vô, tại sao không được Vion đầu tư giống vậy, phải sống cuộc sống của người khác. Những lời lúc đầu thì KICM chắc là lúc đầu có nhà khá giả và tạo lập con đường mớm mồi, nhưng mà sau này thì không có công bằng khi mà cái đóng góp công sức chất xám và tên tuổi này nọ rất nhiều hơn thì KICM đã nắm hết tất cả và rất giống như là làm công ăn lương cho anh chàng kia. Đó là cái mô hình Việt Nam vậy đó, làm công ăn lương ở bất kỳ chất xám kia sẽ xây tiền để núi tiền mua nhà cửa căn hộ ở Sài Gòn, thành công từ số 0 thành số 9, rất là gì mà lửa khói rồi, giống như giấc ma vậy, giấc ma Alibaba vẽ đẹp trai kiểu miền Tây. Theo làm theo mô hình kiểu phòng trà, ở trong là những cái celeb sẽ ngồi co ở dưới, nghĩa là khán giả cũng là người nổi tiếng và người biểu diễn của người nổi tiếng, xong quay lên bó lên YouTube đèn saxophone. Trần Mạnh Tuấn là lâu nay saxophone Trần Mạnh Tuấn đi đâu không thấy, có một cái quán ở có một tiệm sắt tình ra của thi công tàu điện ngầm ở đời chụp đóng cửa lâu nay, ở gần nhà Bến Thành, gần chợ Bến Thành. Saxophone này có bài về quê là Trần Mạnh Tuấn hát, rất là hay. Lại nhớ có một chuyện để có bạn kể về khi chiều ơi ta bánh ra bánh đúc, bánh ra bánh đúc là ngoài Bắc rồi. Mặc áo vest và không mặc áo trong lộ body số muối Kawasaki, rất đeo đồng hồ vậy thôi, không phải Apple Watch rồi. Rất này mai mốt có xóm ngôi sơn tùng nên vàng vũ công mặc áo vest đen, không có mặc áo trong. Bữa đi làm về chỗ bị tích cô đi xuống, xong thấy một em kia đeo khẩu trang bước vô mặc áo vest trắng và mặc mini zip mà không mặc áo trong, là mặc có áo màu để cho xuống thấy cái bụng luôn, đứng hình luôn, bắt. Thường mình làm Bitico thì những người bước vào Bitico thì ăn mặc đẹp hơn người làm ở trong Bitico. Khách ở ngoài chưa biết Bitico thì gì cho nên ăn mặc thiệt là đẹp. Nãy giờ không chiếu mấy người ngồi dưới ta, mấy người celeb ngồi dưới bảo có hen dê rồi nghèo như anh mà đi Kawasaki và tôi đồng ngồi xịn và vũ đoàn vũ đạo danh tiếng tuổi trẻ xinh đẹp tình tiếng có tất cả mọi thứ mà bị nghèo như anh thằng The Brilliant Journey giống như Journey to the West, tay du ký nhưng mà thiệt ra là đi về Ấn Độ ở phương Tây, không phải là đi về phương Tây da trắng đâu. Dù mình mà được mời vô ngồi trong đây mà mình ngồi nhún nhảy theo cái nhạc này, tức là nhún nhảy giả cho có tiền thôi chứ không có cảm được nhạc như vậy. Tuổi lớn rồi lại làm sao mà cảm được mấy cái nhạc như vậy được, thì nhạc của tuổi trẻ thằng hề này nói về chia tay với anh chàng KCM. Anh chàng này không biết là sao quen nhau thân thiết mối tình này nọ vậy. Ngày mai rẽ bèo bé bèo, giá rẻ bèo bé bèo hay đi làm được nghe cái câu quảng cáo bèo bé bèo. Anh chỉ phòng trà thích mở dưới, thật sự có muốn thích hát nào mà ô tin nó thích thì nó sẽ thành nguồn lực. Trấn Thành á, Trường Giang chứ, bên trái là ai không biết, phải là Trường Giang. Trường Giang đứng lên quậy hen này, cô nàng hen hình như bên dưới bên tay trái mấy người đẹp nhiều quá không biết. Trường Giang nhỏ xíu thấp rồi. Cảm ơn các bạn nha, bye bye, bye bye, bye bye, chiều xin cảm ơn vì đã coi tới đây nha.